Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin từ hãng thông tấn AP. Một công dân của Nga đã bị cáo buộc tội dùng xe bom do dưới lệnh của Ukraine đã bị bắt giữ. Bản tin từ Moscow cho biết thì giới chức an ninh hàng đầu của Nga trong ngày thứ Sáu nói rằng họ đã bắt giữ một người đàn ông đã chuẩn bị một chiếc xe bom dưới lệnh của phía Ukraine. Cơ quan FSB là cơ quan mật vụ của Nga cho thấy một đoạn video là họ đã còng tay một nghi can ở trên một chiếc máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ và được che lại bởi các cảnh sát được xem là bịt mặt. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bắt giữ nghi can này có tên là Sergeny Serezakov và theo yêu cầu của Nga vào ngày thứ Tư, khi mà ông ta tới Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực nghỉ mát có tên là Bodrum vài giờ sau khi mà chiếc carbon này đã được đặt ở tại Moscow. Và chính quyền Nga cho biết là hai người đã bị thương trong vụ nổ bom này sau khi mà họ đã ở gần chiếc xe bom ở một cái khu vực ở phía bắc của Moscow. Giới truyền thông của Nga nói rằng chiếc xe bom này là nhắm vào một nghi viên chức gọi là tình báo quân sự cao cấp của họ. Và FSB cho biết nghi can này đã hành động dưới cái lệnh của cơ quan tình báo của Ukraine. Và trong đó một đoạn video cho thấy ông ta đã thú nhận điều này. Tuy nhiên thì đây là lời thú nhận của ông ta và vẫn chưa có phản ứng của chính quyền của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, những di dân bất hợp pháp và những homeless đã bị quét sạch ra khỏi Paris trong ngày hôm nay, được xem là ngày khai mạc của cái giải Olympic tại Paris. Bản tin mới nhất cho biết thì mặc dù là có những trẻ em và hàng trăm người nằm ở ngủ trên các cái đường phố ở tại Paris, ở xung quanh các trạm xe bus đã bị cảnh sát dọn đi sạch sẽ vào ngày hôm nay. Ít nhất là có một nhóm di dân bất hợp pháp và những người vô gia cư đã bị đẩy ra khỏi thành phố trong lúc mà đang có một cái buổi khai mạc của giải Olympic năm 2024. Một nhóm cho biết là những người này là những di dân đến từ ở khu vực Phi Châu đã bị buộc phải rời khỏi tất cả những cái chỗ mà trú ẩn của họ bằng các cái lều ở trên các đường phố ở Paris và xung quanh các cái trạm xe cũng như là một số những tài sản của chính quyền Paris. Và hiện nay gần như là tôi không biết đi đâu và tôi không biết sẽ làm như thế nào. Đó là lời phát biểu của Nikki, 47 tuổi, vốn là một người ở Paris và là một người vô gia cư. Sau khi mà được hỏi về vấn đề tên của bà ta thì bà ta được bảo vệ dưới cái quyền tư ẩn. Trong đó thì chính quyền của Pháp cho biết họ đã cho dọn dẹp sạch sẽ tất cả những di dân bất hợp pháp và những người gọi là vô gia cư đã cắm trại trong vài tháng qua ở trong tất cả các đường phố ở tại Paris. Giữa lúc mà ông Emmanuel Macron cho biết là đây là thời gian mà gần như là phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi có cái giải Olympic diễn ra tại quốc gia này và được khai mạc vào ngày hôm nay. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới giải Olympic khai mạc ngày hôm nay. Và cùng một lượt thì phía của truyền hình Nga cho biết rằng là một chef cook, tức là một người mà nấu bếp nổi tiếng trên đài truyền hình Nga, đã bị bắt giữ và bị cáo buộc là đe dọa tới cái giải Olympic ở Paris. Một người bị bắt giữ được cáo buộc là gián điệp của Nga, bị tình nghi là âm mưu sẽ gây bất ổn trong cái giải Olympic tại Paris. Vốn là một đầu bếp ở trên truyền hình, người đã làm việc ở trong cái chương trình gọi là Michelin ở tại nước Pháp. Theo tường trình cho biết, người đàn ông này 40 tuổi đã bị bắt giữ sau khi mà cảnh sát đột kích vào cái căn chung cư của ông ta ở ngay trung tâm thành phố Paris. Và các tài liệu liên can cho thấy là ông ta có liên can tới cái lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga trong việc mà làm việc dưới sự chỉ huy của lực lượng FSB, tức là hậu thân của lực lượng KGB, theo tường trình cho biết. Và các công tố viên nói rằng các tập tài liệu này là có liên hệ tới những cái quyền lợi ngoại giao và họ không công bố. Trong khi đó, theo tờ báo ở tại đây là tờ Le Monde cho biết thì nghi can được biết với cái tên là K đã sinh sống tại Pháp 14 năm và trong đó ông này vẫn thường xuyên hay say rượu và vẫn tìm cách gọi là bay từ ở Istanbul tới Paris từ hồi tháng 5. Và ông này đã lấy chuyến bay từ Bulgaria và ông ta đã bắt đầu thực hiện một cái chương trình nhà hàng tại đây.
và trong đó thì được tin rằng là ông ta đang làm việc cho cơ quan mật vụ của Nga. Các công tố viên tại Paris nói rằng họ lục soát nhà của ông này sau khi có cáo buộc là ông này đang có âm mưu là phá hoại trong cái giải Olympic tại Paris đang diễn ra và khai mạc vào ngày hôm nay. Cùng một lượt thì hệ thống xe điện của Pháp đã bị tấn công liên tục trong các cuộc tấn công không gian mạng vài giờ trước khi mà lễ khai mạc Olympic diễn ra. Bản tin từ Paris cho biết thì hệ thống đường cao tốc, tức là hệ thống các xe điện cao tốc của Pháp đã phải ngưng lại sau hàng loạt những hành động mà họ gọi là phá hoại của các tội hình sự sau khi có cuộc tấn công và khiến cho hàng trăm ngàn người đã bị kẹt lại ở trên các chuyến xe lửa và không thể tới dự kịp cái giải khai mạc của Olympic. Các giới chức đã lên án cuộc tấn công này và gọi đây là hành động tội phạm và họ nói rằng vẫn chưa có dấu hiệu trực tiếp nào liên hệ tới cái giải Olympic. Tuy nhiên, thì các công tố viên tại Paris đã mở ra một cuộc điều tra trên toàn quốc và nói rằng các cái hành động tội ác này sẽ bị kết án từ 15 tới 20 năm tù. Và một giới chức ở tại Paris cho biết rằng là đã có tình trạng gọi là của một cuộc diễn hành diễn ra trên dòng sông Seine và ít nhất đã có 3 vụ cháy dọc theo dòng sông này trước khi mà cái đường cao tốc đã bị phá hoại và bị hacker tấn công. Và theo vào đó thì có ít nhất là 2 vận động viên của người Đức đáng lý ra là họ sẽ lên xe lửa và đến Paris để tham dự vào cái buổi lễ khai mạc. Tuy nhiên họ đã phải quay trở lại nước Bỉ bởi vì họ không thể đến kịp và cái lễ khai mạc, và trong đó họ nói rằng là không còn cơ hội để chúng tôi có thể tới kịp được Paris sau khi mà các chuyến xe cao tốc này đã bị trì hoãn và bị đình trệ tiếp theo cuộc tấn công bằng không gian mạng. Trong đó thì thủ tướng của Pháp là Gabriel Attal đã viết trên trang Platform X với cơ quan tình báo và trong đó ông nói rằng là rõ ràng đang có những hành động phá hoại diễn ra và chúng tôi đang có sự chuẩn bị cũng như là phối hợp với các cơ quan công lực. Và Bộ trưởng đặc trách về giao thông vận tải của Pháp đã mô tả rằng người dân đã phải đi bộ tới hiện trường sau khi mà có vụ cháy được phát hiện ít nhất dọc theo dòng sông Seine. Và phía Pháp cho biết là hệ thống đường ray xe lửa và công ty quản trị là SNCF cho biết là đã có một số nơi đã bị ảnh hưởng bởi các cái đường ray cao tốc của họ khi mà nhiều người dân đã bắt đầu di chuyển tới thủ đô Paris. Và điều này là dường như là có cuộc phối hợp tính toán trong cuộc tấn công này và cố tình gây ra một cái sự thiệt hại rất nghiêm trọng cho người dân Pháp. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đưa ra. Và cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ đồng hồ trước khi mà cái lễ khai mạc của Olympic được bắt đầu. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới giải Olympic diễn ra tại Paris và những phá hoại trước đó. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước Pháp ngày hôm nay. Và trên tờ Telegraph cho biết tại sao Nga bị nghi ngờ chính trong cái việc mà gọi là phá hoại tại cái giải Olympic tại Paris. Nga đã trở thành quốc gia bị nghi ngờ mới nhất trong cuộc tấn công vào thứ Sáu trong cái hệ thống đường ray xe lửa tại Paris. Và trong đó họ nói rằng Vladimir Putin dường như đã bắt đầu tìm cách gọi là loại trừ ông Emmanuel Macron. Chính quyền của Pháp cho biết là các cái cuộc tấn công này đã diễn ra giữa lúc mà đang đặt tình trạng an ninh cao cấp nhất để bảo vệ cho giải Olympic. Trong đó hầu hết tất cả những loại drone đã bay trên bầu trời và tất cả những camera được điều khiển bằng AI đã giám sát chặt chẽ bất kỳ một hành nghi ngờ nào. Tuy nhiên thì cuộc tấn công bằng không gian mạng nhắm vào cái hệ thống đường ray xe lửa gây bất ngờ và trong đó gần như là có ít nhất là 3-5 biến cố đã xảy ra ở trên cái dọc theo cái hệ thống đường ray xe lửa của công ty SNCF và bị nhắm mục tiêu. Và giờ đây thì phía Pháp cho biết họ nghi ngờ là phía của Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc phá hoại này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái giải Olympic vừa được khai mạc đã không được suôn sẻ và đã có một số những tình trạng phá hoại ở dọc theo dòng sông Seine cũng như là dọc theo cái hệ thống đường ray xe lửa. Và giờ đây thì chính quyền Pháp cho biết họ đã đặt tình trạng báo động cao nhất. Các quốc gia lân bang của Pháp cũng báo động cho biết rằng là họ sẵn sàng hợp tác với lại cơ quan công lực của Pháp để giám sát chặt chẽ tất cả những hoạt động ra vào ở biên giới cũng như là khu vực ở tại thủ đô Paris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu, của Âu Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, giới tình báo của Do Thái đã giám sát chặt chẽ những chỉ huy của Hezbollah và sát hại từng kẻ một. Đó là bản báo cáo của tờ Los Angeles Times. Cuộc ám sát đầu tiên đã diễn ra bằng hai cách khác nhau. Do Thái đã dùng drone và hỏa tiễn để bắn vào một chiếc xe van ở phía nam Lebanon. Và khi bắn trúng mục tiêu thì một trong những chiến dịch hành quân của Hezbollah đã lên tiếng và cho biết rằng họ đã bị tấn công và phía Do Thái cho biết là họ đã hoàn tất công việc. Và cùng một sáng 60 dặm cách đó ở phía đông bắc, một chiếc drone khác cũng bắn trúng một cái hỏa tiễn vào một chiếc pick-up truck, trong đó chở theo một chỉ huy trưởng của nhóm Hezbollah là Jamaan al-Islamiyya cùng với lại một thành viên của nhóm hệ phái Hồi giáo Sunni có quan hệ với lại Hamas và Hezbollah.
và cuộc tấn công thứ ba đã diễn ra trong một đêm, và trong đó hỏa tiễn đã bắn trúng vào ít nhất một ngôi tòa building 3 tầng ở thị trấn tên gọi là Chermay và sát hại Ali Mataoud, được xem là một viên chức chỉ huy cao cấp của Hezbollah ở tại khu vực gọi là miền Nam Lebanon, và được xem là lực lượng quân sự có tên gọi là Red One Force. Và cả ba cuộc tấn công này đều dựa trên các tin tức tình báo của phía Do Thái, và trong đó cho thấy là phía Do Thái kể từ khi mà xảy ra cuộc chiến từ ngày 7 tây tháng 10, khi mà Hamas tấn công vào lãnh thổ của Do Thái, và Hezbollah cũng đã mở một chiến dịch tấn công vào phía bắc của Do Thái mà họ nói rằng để hỗ trợ cho Hamas, và việc này đã dẫn tới bắt đầu từ hồi tháng 6 thì phía Do Thái đã bắt đầu hoạt động tình báo khá mạnh, và họ đã sát hại một loạt những chỉ huy trưởng của Hezbollah. Trong tháng 6 thì Sami Taleb Abdullah, 55 tuổi, là lãnh đạo của một cái cánh chính trị và quân sự của Hezbollah tại khu vực ở phía nam của Lebanon, đã bị đánh bom vào một tòa building, và ông ta cùng với ba người khác đang có một cuộc họp bí mật và đã bị thiệt mạng. Sau đó thì nhân vật thứ hai là Mohammad Nimme Nasser, chỉ huy trưởng của cái đơn vị phía nam, cũng đã bị bắn thiệt mạng trong lúc mà đang lái xe ở thành phố phía nam. Và đây được xem là một trong những cái chiến dịch mà hai cơ quan tình báo của Do Thái, gồm có cơ quan tình báo Mossad là cơ quan tình báo đối ngoại, và cơ quan tình báo Shin Bet là cơ quan tình báo đối nội, đã phối hợp để sát hại các thủ lãnh của Hezbollah, và họ âm thầm sát hại bằng các cái tin tức tình báo và sử dụng tất cả những hệ thống drone của họ để bắn vào tất cả những tòa building, những chiếc xe di chuyển trên đường phố ở phía nam Lebanon để nhắm vào mục tiêu quân sự của phía Hezbollah. Và đây là những gì mà phía của tờ Los Angeles Times đã báo cáo về các hoạt động của cơ quan tình báo Do Thái nhằm ám sát các chỉ huy trưởng của lực lượng dân quân sự của Hezbollah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã bắt giữ ít nhất là lãnh đạo của các thủ lãnh của nhóm trùm ma túy ở Sinaloa và đứa con trai của El Chapo ngay tại Texas trong một chiến dịch mới nhất. Bản tin mới nhất cho biết thì một trong những nhân vật trùm ma túy ở tại Mexico, khi mà họ tràn ngập đưa vào Hoa Kỳ các cái chất fentanyl, đã dẫn tới việc mà chính quyền Hoa Kỳ đã giám sát chặt chẽ tất cả cửa biên giới và tìm cách gọi là có những cái cuộc chiến dịch tấn công vào nhóm gọi là ma túy ở tại khu vực Sinaloa. Và nhân vật này có tên là Ismael El Mayo Zambada, 76 tuổi, bị cô tố cáo là đồng sáng lập và là thủ lãnh của nhóm được xem là ma túy quyền lực ở tại Sinaloa, đã chính thức bị bắt giữ tại El Paso, Texas vào ngày thứ Năm, theo tường trình của ông Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là Merrick Garland đưa ra một bản statement. Một người khác cũng đã bị cáo buộc là một thủ lãnh của nhóm băng đảng tại đây là Joaquin Guzman Lopez, 38 tuổi, đã bị bắt giữ, và Guzman được xem là con trai của một tay trùm ma túy nổi tiếng của Mexico là Chanquin El Chapo Guzman, 69 tuổi, hiện đang bị ở tù chung thân tại nhà tù Hoa Kỳ sau khi ông Tây bị kết tội liên quan 5 năm trước đây liên quan tới hàng loạt các cái cáo trạng nhắm vào ông ta. Cả Zambada và Guzman Lopez đang đối diện với các cáo buộc của liên bang về các hoạt động của trùm ma túy này, trong đó đặc biệt là họ sản xuất các cái loại chất fentanyl và đưa tất cả những cái sử dụng tất cả những mạng lưới network của họ để tuồn vào Hoa Kỳ. Theo tường trình của ông Galan đưa ra, fentanyl được xem là loại ma túy tử vong đã gây thiệt hại rất nhiều cho người dân của chúng ta. Và hiện nay, Bộ Tư pháp đã không ngừng nghỉ để có thể ngăn chặn từng một tên trùm ma túy và thành viên của họ có khả năng sẽ bị truy tố và buộc họ phải chịu trách nhiệm. Ông Galan cho biết như trên. Và chiến dịch mà bắt giữ ông Zabada cũng như là một trong những nhân vật được xem là trùm ma túy ở đây, khi mà ông ta bay tới Hoa Kỳ và trong đó gần như là ông ta đã bị phát hiện ở tại El Paso. Zambada và Guzman Lopez đã nằm chung, ngồi chung trên một chuyến bay, và trong đó đã đi tới thanh sát một cái nơi mà được xem là tài sản của họ tại Mexico, và trong đó thì họ đã bay tới El Paso và đã bị bắt giữ tại đây. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới một số trùm ma túy ở tại tiểu bang Sinaloa của Mexico đã bị bắt giữ tại thành phố El Paso, Texas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và theo bản báo cáo của Tom Hardware cho thấy, mặc dù đã bị giới hạn rất nhiều, tuy nhiên thì đã có ít nhất là nguồn chip điện tử trị giá 4 tỷ Mỹ Kim đã được gửi tới Nga băng qua một cái địa chỉ từ Hồng Kông.
Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận trừng phạt kinh tế đối với Nga, đối phó với tất cả những cái hoạt động về kỹ nghệ chip điện tử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bất kể điều này, các loại vũ khí của Nga sử dụng trong chiến trường của Ukraine vẫn có được những cái loại chip điện tử của các công ty của Hoa Kỳ, bao gồm cả AMD, Texas Instruments, Micron và Intel, theo tường trình của tờ New York Times đưa ra. Và những chip điện tử này đã được gửi tới Nga thông qua một số những nhà cung cấp của Á Châu, trong đó có rất nhiều những cơ sở cung cấp này có trụ sở tại Hồng Kông và trong đó bao gồm luôn cả nằm ngay tại trung tâm tài chính của Hồng Kông. Theo điều tra của tờ New York Times cho biết là gần 800.000 cái gói hàng này đã được gửi ra từ năm 2022 cho tới năm 2024 và việc phát hiện này có ít nhất là 6.000 công ty đã gửi tổng số chip trị giá lên tới 4 tỷ Mỹ Kim. Những cái loại chip được ban cấm không được gửi tới Nga đã đến được nước Nga thông qua các ngã Hồng Kông, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Serbia và Singapore. Trong lúc mà các công ty sản xuất chip điện tử của Hoa Kỳ với cái việc kiểm soát về xuất cảng này, họ không thể xác nhận được cái vị trí mà những sản phẩm của họ gửi tới bởi vì những công ty đặt hàng này nằm ở những quốc gia không bị cấm vận và do đó họ đã nhập cảng từ đây và từ cái việc nhập cảng này họ đã chuyển qua cho phía của Nga và hầu hết tất cả những công ty này đều có trụ sở đặt tại Trung Quốc, nơi được xem là có một cái mức tiêu thụ lớn nhất về các chip điện tử. Tuy nhiên, họ đã bán ngược lại những cái chip này cho Nga, đặc biệt là những quốc gia có thái độ thân thiện với Nga, bất kể là Nga xâm lăng Ukraine. Và trước đó thì văn phòng ngoại giao của Trung Quốc đã bác bỏ việc mà họ gửi tất cả những vũ khí cho tất cả giới quân sự của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên thì hiện nay, theo bản báo cáo của tờ New York Times cho thấy là các công ty tại Trung Quốc, hầu hết là những công ty tư nhân, đã mua những cái chip điện tử từ phía của Hoa Kỳ và sau đó đến công ty của họ ở tại Hồng Kông và Trung Quốc. Từ đây, họ đã gửi qua phía của Nga. Đó là bản báo cáo mới nhất của Tom Hardware đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nga cũng như của quốc tế. Cùng một lượt thì Ngoại trưởng của Ukraine đang có mặt tại Hồng Kông và kêu các giới chức này là phải chấm dứt tình trạng trốn lệnh cấm vận của Tây Phương đối với Nga. Bản tin từ Ukraine cho biết thì Ngoại trưởng của Ukraine là ông Dmytro Kuleba trong ngày thứ Năm đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông là phải đối phó với tình trạng mà các chính quyền của Nga và các cơ sở thương mại của Nga đã sử dụng khu vực này để tránh lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Ông Kuleba đã gặp gỡ với nhà lãnh đạo của Hồng Kông là hành chánh trưởng quan John Lee, là một phần trong chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông, và ông kêu gọi chính quyền của Hồng Kông là phải đối phó việc Nga đang sử dụng Hồng Kông là một cái mức chuyển tiếp cho tất cả những cái mặt hàng nhập cảng vào Nga để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, theo tường trình của Bộ Ngoại giao của Ukraine đã đưa ra vào ngày hôm nay. Và tất cả những cần thiết này là làm suy yếu cái nguồn máy chiến tranh của Nga và chấm dứt việc sát hại người dân tại Ukraine. Và chúng tôi mong muốn rằng về phía của chính quyền Hồng Kông vẫn tiếp tục tăng cường rất mạnh mẽ trong cái việc giám sát tất cả những cái hàng mà gửi qua phía của Nga. Đặc biệt là Hồng Kông đang có một cái tên tuổi rất lớn về cái nền kinh tế tự do và nên có một cái sự tôn trọng về tình trạng pháp lý. Và trong một biến chuyển khác cho thấy là Nga đã sử dụng các cái drone ở tại khu vực của Romania, mà trong đó họ phát hiện trong những cái drone này đều có chip điện tử của Hoa Kỳ. Tại Ukraine, trong khi đó thì phía tổng thống của Ukraine loan báo rằng chính quyền của họ đã bắt giữ một nghi can 18 tuổi liên quan tới việc bắn một nhà cựu lập pháp, trong đó gần như là người này đã sử dụng tiếng của Ukraine và trong đó thay vì người này sử dụng tiếng Nga. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà cả quốc tế bắt đầu chú ý tới Hồng Kông, Macau và Trung Quốc, là những công ty tại đây đã núp bóng đặt hàng của Hoa Kỳ và sau đó họ sử dụng cái địa chỉ của họ từ Trung Quốc để gửi tất cả những cái chip điện tử và những thiết bị cần thiết về điện tử cho phía của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, việc mà các oanh tạc cơ của Nga và Trung Quốc tiến gần tới khu vực không phận của Alaska đã gây lo ngại cho việc hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Bản tin từ Washington cho biết thì cả các chiếc bomber, tức là những chiếc oanh tạc cơ của cả Nga lẫn Trung Quốc đã làm việc chung lần đầu tiên trên không phận quốc tế gần bờ biển Alaska, cho thấy là sự gia tăng hợp tác của phía Nga và Trung Quốc đã tới mức gọi là thân thiết. Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đưa ra sự lo ngại này vào hôm thứ Năm hôm qua. Các chuyến bay này hôm thứ Tư đã được phát hiện mặc dù không có sự đe dọa. Tuy nhiên, những chiếc oanh tạc cơ này đã bị ngăn chặn và phát hiện bởi lực lượng không quân của Hoa Kỳ và Canada. Họ đã gửi các chiến đấu cơ lên để trục xuất những chiếc này ra khỏi khu vực được xem là nhận dạng phòng không của Alaska. Trong khi đó thì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi phát hiện được cả máy bay của bomber, tức là oanh tạc cơ của cả Trung Quốc và của Nga đang bay chung trên cái khu vực ở khu vực Bắc Cực.
Trong đó thì cái liên minh quân sự ở vùng Bắc Cực, tức là khu vực NORAD, là Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ và Canada cho biết họ đã phát hiện và trục xuất ít nhất là hai chiếc Tupolev Tu-95, tức là những cái bomber tầm xa của phía Nga, cùng với là ít nhất là hai chiếc Exit Bomber, tức là những chiếc oanh tạc cơ của Trung Quốc. Và trong đó, theo lời của ông, họ đã xâm phạm vào ít nhất gần khu vực 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Alaska. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng đưa ra về sự xâm nhập vào khu vực Bắc Cực mà Nga đã mở đường cho phía của Trung Quốc, và họ bay ở trên khu vực biển có tên là gọi là Chukchi, nơi được xem là nằm gần cái eo biển gọi là Bering, nơi thường xuyên có những cái cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Canada. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất liên quan tới sự quan tâm của Cục Tình báo Hoa Kỳ cũng như là giới quân sự của Hoa Kỳ ngay sau khi mà phía của Trung Quốc và Nga đã có sự hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là chiếc gọi là oanh tạc cơ Bishu, được xem là tàng hình của Hoa Kỳ, đã giúp đánh chìm một chiếc tàu chiến cũ ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương bằng một cái loại bom mới có tên gọi là Quicksing, đã khiến cho Trung Quốc trở nên hoảng sợ và e ngại hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì một chiếc máy bay Bishu của lực lượng không quân Hoa Kỳ, được xem là một oanh tạc cơ tàng hình, đã sử dụng một loại bom mới để mà chống tàu chiến, đánh chìm một chiếc tàu chiến cũ ở trên khu vực ở biển Á trong Thái Bình Dương trong một cuộc tập trận bắn đạn thật và phía Hải quân Hoa Kỳ đã đưa ra trong tuần này. Việc này đã dẫn tới sự e ngại của Cộng sản Trung Quốc khi mà Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái loại bom mới. Theo tường trình của giới quân sự Hoa Kỳ đầu tháng này cho biết là cái loại bom mới này đã ít nhất là có hai cái cuộc tập trận đánh chìm tàu chiến được biết với cái tên gọi là Sinkex nằm ở bờ ngoài bờ biển của Hawaii, và trong đó họ thực tập để mà đánh các chiếc bom này, dùng các chiếc bom này đánh chìm các tàu chiến. Và loại B-52, xin lỗi, cái loại Bishu thì đúng hơn, tức là loại oanh tạc cơ tàng hình của Hoa Kỳ đã được xem là đã thực hiện cái tiến trình gọi là tập trận này, trong đó loại bom này có tên gọi là Quicksing. Và họ đã đánh chìm ít nhất là hai chiếc tàu chiến cũ ở trong hai cuộc tập trận khác nhau bắt đầu từ hôm thứ Sáu vừa qua, trong đó đã được tấn công bởi một chiếc tàu được xem là vận dương hạm tấn công của Hoa Kỳ có tên gọi là USS Tarawa. Và các cái bomber này được xem là có chi phí thấp hơn và có cái khả năng phá hoại cao hơn và đánh chìm nhanh hơn những chiếc tàu chiến, và đó là nó đã được chứng minh trong cái cuộc tập trận có tên gọi là Sinkhead, theo tường trình của Đệ Tam Hạm đội của Hoa Kỳ đã đưa ra trong một bản statement. Và Quicksing này được xem là một loại bom mới mà trong đó có thể giúp đánh chìm các tàu chiến trên mặt biển, và điều này đã dẫn tới sự e ngại là các hàng không mẫu hạm lẫn các tàu chiến của Trung Quốc hiện nay được khoe khoang là có cái mức lớn và trọng tấn rất cao, và điều này có thể là loại bom Quicksing này sẽ nhắm vào tất cả những cái bom có trọng, những cái tàu chiến có trọng tấn cao và các cái dương vận hạm có cái mức gọi là trọng tấn cao, cũng như là kể cả hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Và ngày hôm nay chúng tôi đã thử nghiệm thành công tất cả những cái loại bom này, và nó có khả năng giúp chúng tôi phá hủy một cách nhanh hơn và đánh chìm một cách nhanh hơn những tàu chiến đang di chuyển trên khu vực ở biển Á Châu Thái Bình Dương. Đây được xem là cuộc thử nghiệm mới nhất của Hoa Kỳ diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đang có những đe dọa đối với đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và trong một hành động được hãng thông tấn AP mô tả là hiếm hoi, Trung Quốc đã ca ngợi Tổng thống Philippines trong việc mà ban cấm tất cả những cái chương trình gọi là cờ bạc online đang hoạt động tại Philippines. Bản tin từ Manila cho biết thì Trung Quốc đã đưa ra một cái văn bản hiếm hoi, trong đó đã ca ngợi chính quyền của ông Ferdinand Marcos Jr. trong ngày thứ Năm sau khi mà ông chính thức ký một sắc lệnh ban hành ngăn cấm tất cả các cái sòng bài online do người Trung Quốc điều hành trên lãnh thổ của Philippines. Và ông Marcos đã cáo buộc rằng những sòng bài này đã đóng vai trò trong rất nhiều những cái lừa gạt về tài chánh, nạn buôn người, bắt cóc, tra tấn và sát nhân. Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn dưới triều đại của ông Marcos sau khi mà ông đã gia tăng các cuộc hợp tác với lực lượng quân sự Hoa Kỳ, cũng như cho phép lực lượng quân sự Hoa Kỳ có mặt trên lãnh thổ của Philippines, căn cứ trên một cái hiệp ước năm 2014, và trong đó cho phép đôi bên thăm viếng lẫn nhau. Và giữa Philippines và Trung Quốc đã có những căng thẳng ở trên Biển Đông từ năm ngoái cho tới năm nay, đặc biệt là chiến dịch mà Philippines đang tìm cách gọi là vạch trần tất cả những cái trò bức hại của Cộng sản Trung Quốc trên các bãi cạn tại khu vực quần đảo Trường Sa.
và ông Marcos trong ngày thứ hai đã lên tiếng và nói rằng ông đã ký xác lệnh trên toàn quốc ban cấm tất cả những sòng bạc do người Trung Quốc điều hành, và trong đó bao gồm luôn ít nhất là có 400 sòng bạc online với hàng ngàn nhân viên làm việc từ ở Trung Quốc, từ các quốc gia ở Đông Nam Á và đang diễn ra tại ở Philippines. Và tình trạng này đã được phía Trung Quốc lên tiếng ca ngợi rằng đây là một cái hành động được xem là tích cực của Philippines nhằm chống lại những tội ác xuyên quốc gia. Đây được xem là một trong những cái lời ca ngợi khá hiếm hoi của Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra ngay sau khi mà ông Marcos đã ký những sắc lệnh này, và ông nói rằng sẽ không còn Bogos trên lãnh thổ của Philippines. Bogos được xem là một cái ngôn ngữ của Philippines để mô tả các sòng bạc online, và trong đó gần như là tư lệnh cảnh sát tại Manila cho biết là họ đã được lệnh đi thanh sát tất cả và đột kích tất cả những nơi nghi ngờ là điều hành các sòng bạc online này. Những sòng bạc online này hầu hết do người Trung Quốc làm chủ. Tuy nhiên, nhân viên họ thuê mướn, ngoại trừ một số người tại Philippines ra, đại đa số còn lại là họ thuê mướn những người mà họ chiêu mộ từ ở khắp Đông Nam Á đến làm việc ở tại Philippines hoặc là làm việc ngay tại quốc gia của họ. Và các sòng bạc này đã trở thành những nơi của nạn buôn người, bắt cóc và tống tiền cũng như là sát nhân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã làm việc để giảm đi lực lượng quân sự của họ trong khu vực trú đóng tại biên giới có tranh chấp. Bản tin từ New Delhi cho biết thì cả Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý là sẽ tiếp tục làm việc để mà rút lui hàng ngàn binh sĩ của đôi bên đang trú đóng ở tại biên giới có tranh chấp và có sự đảo đầu trong mấy năm qua. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng của Ấn Độ có tên là Jas Hankar đã gặp gỡ với lại Ngoại trưởng của Trung Quốc là Vương Nghị vào ngày thứ Năm ở bên lề của cái hội nghị của Hiệp hội Đông Nam Á đang nhóm họp tại Lào. Trong đó họ nói rằng cần phải có một cái giải pháp để giải quyết sự tranh chấp về quyền biên giới dọc theo dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà hai quốc gia được xem là có lực lượng dân số đông nhất thế giới đang có cuộc đối đầu tại đây. Và nơi đây được xem là đã từng có một cuộc xung đột diễn ra năm 2020 khi mà Ấn Độ cho biết họ có 20 binh sĩ đã bị thiệt mạng, trong khi phía Trung Quốc báo cáo rằng họ chỉ có 4 binh sĩ bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ gay gắt vào năm 2020. Và Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng cường hàng chục ngàn binh sĩ ở khắp dọc theo khu vực biên giới của họ ở phía bắc của Ấn Độ và phía nam của Trung Quốc dọc theo cái bờ đê có tên gọi là Bạc Gòn Sô, Gondra và Ganga Valley, được xem là liên tục có những cái sự xây dựng hạ tầng cơ sở về quân sự tại đây. Và ông Jas Hankar nói rằng cần phải có một cái giải pháp giảm đi tình trạng căng thẳng biên giới và đôi bên cần phải bày tỏ thiện chí bằng cách là giảm đi lực lượng quân số tại biên giới. Trong khi đó thì Vương Nghệ lên tiếng nói rằng phía Trung Quốc sẵn sàng sẽ giảm đi tất cả lực lượng PLA của họ dọc theo biên giới và cho triệt thoái về phía của Tây Tạng thay vì là họ tiếp tục trú đóng dọc theo cái biên giới được xem là lằn ranh giữa hai quốc gia. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới sự tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu bùng nổ từ năm 2020. Nhà hai quốc gia này đã từng có cuộc chiến tranh biên giới năm 1962 và năm 1975, và họ có một cái đường biên giới dài 3.488 km mà phía Trung Quốc cho rằng là thuộc chủ quyền của họ trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay, dường như đã có một cái cuộc gọi là thanh trừng chính trị giữa các đảng phái với nhau, đặc biệt là trong hai ngày qua liên tục có những nhân vật chính trị của Đài Loan đã bị kết án tù sau khi bị kết án là tham nhũng. Đầu tiên hết là thị trưởng của thành phố Sinh Chu đã bị kết án 7 năm 4 tháng tù về tội tham nhũng tại Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì nữ thị trưởng của Sinh Chu là Cao Hung An thuộc đảng Nhân dân Đài Loan gọi tắt là TPP đã bị kết tội tham nhũng trong một cái tòa án diễn ra tại thành phố Đài Bắc vào ngày thứ Sáu. Trong đó thì phiên tòa này đã kết án bà Cao 7 năm 4 tháng tù và cai ban cấm bà không được phép ra tranh cử trong vòng 4 năm và ngưng lại cái vai trò thị trưởng của bà ta. Theo trường hợp cho biết, tuy nhiên thì vụ án này đang được kháng án. Văn phòng công tố viên tại Đài Bắc cho biết họ đồng thời cũng truy tố một cựu phụ tá của bà Cao là Hoan Hinh Wen và cựu lãnh đạo pháp lý của bà ta là Chen Yukai và cựu điều hành giám đốc văn phòng của bà ta là Chen Huyan cùng một tội danh, đó là tội tham nhũng. Đây được xem là một trong những nhân vật đã bị kết tù về tội tham nhũng ở tại thành phố Đài Bắc. Cùng một lượt thì một nhà lập pháp của Trung Hoa Quốc dân đảng đã bị kết án 8 năm 4 tháng tù về tội gọi là tham nhũng và tội gọi là nhận hối lộ cũng như là biển thủ công quỹ. Đây được xem là một trong những cái bản án mới nhất diễn ra giữa lúc mà đảng
DPP đang cầm quyền. Trong đó thì ông này có cái tên gọi là Yen Kwan Hen, vốn là một thành viên lập pháp của Quốc dân đảng, đã bị kết tội về tội làm giả chứng từ và kể cả tội tham nhũng trong một phiên tòa diễn ra tại thành phố Đài Trung vào ngày thứ Sáu. Ông này đã bị kết án 8 năm 4 tháng tù cho hai tội danh. Thứ nhất là tội tham nhũng, thứ hai tội làm giả giấy tờ. Và ông ta bị ban cấm không được phép ra tranh cử trong vòng 3 năm. Và vụ án này đồng thời cũng đang được nộp đơn kháng án. Quan tòa đã cho loan báo sau khi bị trì hoãn từ thứ Năm qua thứ Sáu bởi vì trận bão gọi là Gami khiến cho họ trì hoãn phiên tòa này. Đây được xem là dường như đã có một cái cuộc gọi là đấu đá chính trị gay gắt trên cái nền chính trị của Đài Loan. Liên tục hai đảng đối lập, tức là đảng TPP và đảng Quốc dân đảng TPP, tức là đảng Nhân dân Đài Loan và đảng Quốc dân đảng, cả hai nhân vật này đều đã bị kết tội ở tại Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ, Phong sẽ bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron về một cái đại nhạc hội mừng thành lập Teletron tại thành phố Houston diễn ra ở chi nhánh Teletron trên đại lộ Bel Air, trung tâm của người Việt tại đây, cạnh chợ Tân Bình, từ ngày 17 cho tới ngày 18 tây tháng 8 sắp tới đây, với nhiều anh chị em nghệ sĩ tham dự. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron là 281-495-8999, 281-495-8999 để biết thêm chi tiết. Hoặc quý vị có thể vào trang web của Teletron là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Ngoài ra thì ngày thứ Bảy, tức là ngày 17 tây, Phong cũng có mặt tại đây. Thì hy vọng rằng sẽ gặp gỡ với tất cả những khán thính giả của TNP Channel. Chúng ta có thể gặp gỡ Hàn Nguyên tâm sự, uống một ly cà phê để có thể gặp gỡ ở tại cái chi nhánh của Teletron trên đại lộ Bel Air. Đó là bản tin, cái thông báo của Phong. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị. Theo cách phân tích của anh, đảng Dân Chủ không chừa một thủ đoạn nào dành cho Tổng thống Trump. Tôi nói quý vị, trong 8 năm qua chúng ta đã chứng kiến tất cả những đòn thù của họ nhắm vào ông Trump. Thì quý vị, chưa tới 2 tuần lễ, ngày mai mới tròn 2 tuần lễ kể từ khi mà ông Trump bị ám sát hụt, thì nó đã chấm dứt cái giai đoạn honeymoon dành cho ông Trump. Tức là cái giai đoạn mà tuần trăng mật dành cho ông đã chấm dứt. Bây giờ tất cả các chiến dịch tấn công ông đã quay trở lại. Trong đó bao gồm luôn các chiến dịch về pháp lý và các chiến dịch quảng cáo, bôi nhọ cũng như là khiêu khích đã diễn ra nha. Rồi tiếp tục. Cộng sản Trung Quốc luôn nổ về vũ khí mới của họ nhưng chả đe dọa được ai, còn Hoa Kỳ chỉ cần nổ một lần, thử nghiệm một lần thôi thì Cộng sản Trung Quốc ta tái hoàn toàn ngược. Thật sự quý vị, hôm nay Trung Quốc hơi giật mình bởi vì cái loại bom này nó gọi là Quixing và nó được đặt ở trên các chiếc Bichu. Bichu là loại máy bay tàng hình quanh tạc cơ, được xem là tân tiến nhất của Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ đã thử hai cuộc rồi. Đây là có hai cuộc đánh chìm các cái tàu chiến và họ chở những chiếc tàu chiến đó ra ở ngoài khơi của Thái Bình Dương, tức là từ Hawaii chở ra ngoài, và họ thực tập trong lúc những chiếc tàu chiến này đang di chuyển chứ không phải đậu tại chỗ. Tức là các quanh tạc cơ này dội vào bom Quixing này nhắm vào những chiếc tàu chiến đang di chuyển chứ không phải là đang đậu tại chỗ. Và cái bom này nó có một cái đặc biệt quý vị, không cần đánh trúng vào chiếc tàu mới đánh chìm, mà khi nó rớt xuống nó tạo ra cái wave, tức là cái sóng lớn ngay tại khu vực đó. Nó tạo một cái sóng lớn lật luôn chiếc tàu lại luôn. Tức là nó gọi là Quixing là như vậy, không cần cái bom này rớt trúng chiếc tàu. Nó chỉ cần rớt chung quanh cái chu vi mà nó có thể làm cho cái sóng biển nó cao lên, nó dọc xuống và nó làm cái áp suất cao hơn ở khu vực đó thì là chiếc tàu đó bị chìm, là bị sóng biển lật chìm. Thì đây là cái kỹ thuật của cái bom mới, nó gọi là Quixing nha. Rồi tiếp tục. 4 tỷ tiền chip, con số không phải là nhỏ, cấm vận làm trên phong. Do đó bây giờ phía Bộ Thương mại và Bộ Tài chánh phải siết lại tất cả những môn bài. Tức là họ vẫn mua được chip điện tử của Hoa Kỳ, ngoại trừ những cái chip mà mang tính chất gọi là có cái AI, hoặc là có những cái mức mà gọi là tốc độ nhanh thì khó khăn thôi. Nhưng mà những cái chip điện tử bình thường, ví dụ như cho phone, cho các cái máy computer, cho những cái laptop, thì họ vẫn bán được. Nhưng mà bây giờ quý vị, những công ty này nó mượn danh nghĩa là nó mua để nó sản xuất ở tại nước, ở tại chỗ của nó, từ Hồng Kông tới Trung Quốc. Nhưng mà khi chip điện tử tới
thì nó gửi thẳng qua Nga luôn. Thì quý vị, đây là bản báo cáo của Tom Hardware. Và bây giờ thì Bộ Tài chánh phải siết lại hết. Tức là cái chuyện này tôi nghĩ rằng có sự thông đồng của các công ty bán chip. Họ biết rõ những đối tác đó mua không phải để sử dụng, mà mua bán qua một quốc gia thứ ba. Có điều là trên quy tắc họ đâu có bán cho Nga. Họ bán cho một đối tác ở Hồng Kông mà. Do đó quý vị, bây giờ chúng ta cần bên phía Bộ Thương mại và Bộ Tài chánh phải giám sát là chuyện này. Tổng số trị giá của chip điện tử từ năm 2022 cho tới năm 2024 là 4 tỷ. Nga đã mua được 4 tỷ tiền chip đó. Nha. Rồi tiếp tục, Mỹ cấm nhập khẩu chip từ Trung Quốc và các quốc gia thân Nga thì cấm được việc xuất chip qua mà phải kiểm soát kỹ hơn để không cho Nga nhập cản bất kỳ con chip nào luôn. Nhất là đối tác của Nga. Bây giờ quý vị, họ sử dụng rất nhiều những cái công ty mà nó trốn ở nhiều lắm. Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, Singapore. Quý vị, họ sử dụng những công ty này. Bây giờ quý vị qua bên Việt Nam đi. Quý vị mở một công xưởng gọi là sản xuất về máy computer, lắp ráp máy computer. Rồi quý vị order chip điện tử qua bên đó thì Intel sẽ bán thôi. Tại đâu có liên can gì đâu. Nhưng mà từ Việt Nam nó chuyển những cái chip điện tử này qua bên phía của Nga, ai biết được. Nó có đường ABCD, những cái đường bán chip điện tử này qua cho Nga, ai biết được. Do đó quý vị, rất khó kiểm soát. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải đóng cửa tất cả những quốc gia có quan hệ với Nga. Những quốc gia nào có quan hệ với Nga thì chúng ta không bán. Tốt nhất là như vậy. Nhưng mà Bộ Thương mại và Bộ Tài chánh có dám làm hay không? Tức là nước nào mà tiếp tục có ban giao và có mối quan hệ về kinh tế với Nga là cắt hết. Còn bây giờ quý vị, Ấn Độ cũng đặt hàng chip điện tử vậy. Ấn Độ cũng có quan hệ tốt với Nga vậy. Đúng không? Trung Quốc, Việt Nam, Singapore. Họ vẫn mua chip điện tử mỗi tháng của Hoa Kỳ mà. Nhưng họ lại có quan hệ tốt với Nga. Đằng sau lưng đó chúng ta đâu có biết được. Họ mua 10 con chip, họ dùng 3 con chip sản xuất, 7 con chip còn lại họ bán qua Nga. Làm gì nhau? Thì quý vị, đây là cuộc chiến khó khăn chứ không phải dễ dàng. Do đó tôi nói rằng sử dụng lệnh cấm vận không tới nơi tới chốn, nó sẽ tạo ra rất nhiều lỗ hổng. Nha. Rồi. Mối quan hệ giữa hai kẻ xấu ác Trung Quốc và Nga, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Đó là quan hệ tương đối là mang tính giai đoạn thôi. Mặc dù họ hợp tác chặt chẽ đó, nhưng mà họ vẫn đề phòng lẫn nhau. Họ vẫn đề phòng lẫn nhau và nếu mà có điều kiện họ đẩy những kẻ, họ đẩy đối phương ra phía hứng đạn của Tây Phương. Đó là cách của Nga và Trung Quốc từ xưa tới nay. Nha. Rồi tiếp tục. Chu là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới nhất và đắt nhất của không quân Hoa Kỳ. No, nó đâu phải chiến đấu cơ. Nó gọi là bomber mà. Bomber là gì? Còn khi nào nó gọi là fighter jet thì nó mới gọi là chiến đấu cơ. Còn bomber dịch là cái gì? Nó không phải là chiến đấu cơ nha. Nó là oanh tạc cơ tàng hình. Ok. Rồi tiếp tục. Kamala sẽ tung chiêu ngày Trump phân biệt giới tính kỳ thị chủng tộc phải không chú Phong? Nó đưa ra nhiều lắm, nó chụp mũ nhiều lắm. Nó nói ông Trump là sẽ ban hành sắc luật cấm phá thai trên toàn quốc. Trong khi ông Trump đã nói rất nhiều lần, ông trả cái quyền đó về cho các tiểu bang. Nó sẽ không thu tóm trong tay chính quyền liên bang. Nhưng mà nó vẫn chụp mũ ông như thường. Thì chuyện này là chuyện bình thường thôi nha. Phần 1, anh phân tích rất hay giữa bà Hillary Clinton năm 2016 và bà Harris 2024. Nhưng liệu đảng Dân Chủ họ có chơi gian lận giống năm 2020 không? Em có quyền tin gian lận. Anh không tin. Ok? Anh đã nói rồi. Có gian lận không? Có. Nhưng mà không ảnh hưởng. Ok? Không ảnh hưởng gì hết. Do đó, em có quyền tin. Còn anh không tin. Anh không tin những trò gian lận này ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống. Nó có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử của các vị trí khác. Nhưng không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống. Ok. Rồi tiếp tục. Hai quốc gia có chiến tranh trên biển. Nếu một bên có chiến hạm đánh chìm thì số thủy thủ rớt xuống biển. Thì chiến tranh này có nghĩa là bên này có nghĩa vụ rớt thủy thủ lên bên kia ông chú. Yes. Rớt lên bắt làm con tin.
Nhưng về mặt nhân đạo thì nó bắt buộc điều này trên luật chiến tranh. Còn làm hay không là tùy theo họ. Làm hay không là tùy theo họ. Nhưng mà về mặt luật chiến tranh thì nó có đó. Nhưng mà trên thực tế thì quý vị, có quốc gia nào mà để cho kẻ thù được sống không? Trên thực tế nó khác. Trên thực tế là khi nó đánh chìm xong là nó xả súng xuống luôn. Để nó khỏi vớt. Nhưng mà trên mặt giấy tờ thì nó bắt buộc là nếu như mà đánh chìm tàu rồi thì phải vớt những thủy thủ đó lên, bắt làm con tin thôi. Và phải đối xử theo nhân đạo theo kiểu con tin nữa. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Nvidia vẫn đang lách luật để bán VGA hay AI car cho Trung Quốc rất thành công lên phong. Lách được bằng cách nào? Cho tôi biết đi, đưa ra bằng chứng. Tôi sẽ trình cho Bộ Tài chính ngay. Đừng có ngồi đó mà nói chuyện ba sàm ba láp. Nói có được đưa bằng chứng đây, tôi đưa cho Bộ Tài chính liền. Tôi sẽ chuyển tất cả những bằng chứng đó cho Bộ Tài chính liền. Nếu chứng minh được. Ok. Thật sự quý vị, họ có lách luật không? Họ không nói lách luật thì đúng, nhưng mà họ bán qua một quốc gia thứ ba. Họ xin cái môn bài và tất cả những cái, nhưng mà đó là những chip thường thôi, còn riêng những cái chip điện tử mà liên quan tới AI đó là siết chặt luôn. Là siết chặt luôn. Nvidia chỉ bán cho những công ty mà được chấp thuận bởi Bộ Thương mại thôi. Chứ không phải bán đại trà giống như là những cái chip điện tử khác. Họ không bán đại trà. Riêng chip điện tử dành cho AI là Mỹ không có bán đại trà. Còn những cái chip cho phone, cho laptop hay là computer thì không sao. Nhưng mà những chip điện tử dành cho kỹ nghệ AI là nó có tên danh sách của những công ty nào mua. Và những công ty đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp với lại Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Họ mua số lượng bao nhiêu và họ sản xuất bao nhiêu, họ cho biết hết. Cho nên đừng có ngồi đó mà tung tin giả nha. Rồi tiếp tục. Ok. Thất bại của Nga trên chiến trình Ukraine quá lớn, nhưng mà EU không bơm cho Ukraine kết thúc cuộc chiến nhanh. Lý do tại sao chứ không? Ai nói là Nga thất bại vậy? Ai nói là Nga thất bại lớn trên chiến trường của Ukraine vậy? Nếu Nga thất bại lớn thì 4 phần đất đó Ukraine đã chiếm lại rồi. Tại sao giờ phút này Crimea vẫn nằm trong tay của Nga và 4 tỉnh ở Donbass vẫn nằm trong tay của Nga vậy? Nếu nó thất bại, tại sao nó vẫn còn nằm trong tay của Nga? Nói tôi nghe đi. Ok. Rồi tiếp tục. Hàng công hàm của cọp giấy khi đối đầu với hàng công hàm Hoa Kỳ thì cái nào chờ thành ống sắt vụn hả? Thật sự quý vị, bây giờ là Hoa Kỳ thử nghiệm cái loại bom này, nó là cái loại bom mới. Nó không cần bắn trúng vào cái chiếc tàu đâu. Hay dội trúng vào chiếc tàu nó không có sức tàn phá đâu. Mà nó chỉ cần cắt cái, nằm trong cái chu vi chiếc tàu, nằm trong cái tầm ảnh hưởng của nó thôi. Là nó tạo ra những cái sóng lớn ngay tại khu vực đó luôn. Quý vị cứ tưởng tượng như nó tạo một cái dọc xoáy, tạo ra sóng lớn, khiến con tàu đó bị đắm luôn. Đó là cái giá trị của cái quyết, nó gọi là quyết sinh á, là loại bom mới này nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Theo anh, Ukraine có đồng ý giải pháp hòa bình của Trump không? Nếu không đồng ý thì ông Trump sẽ rút lại, ngưng tất cả các cái viện trợ. Đơn giản thôi. Nếu không đồng ý. Bây giờ họ muốn chấm dứt chiến tranh hay họ muốn cuộc chiến tiếp tục? Nói tôi nghe đi. Bây giờ Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh hay là muốn tiếp tục chiến tranh? Muốn chấm dứt chiến tranh thì phải chấp thuận cái kế hoạch hòa bình ông Trump đưa ra. Còn nếu mà họ muốn kéo dài cuộc chiến thì chịu thôi nha. Có khi nào tới bầu cử Trung Quốc biết ông Trump thắng lại tung ra con virus mới ảnh hưởng nước Mỹ không? Nó tung ngay bây giờ nè. Đợi tới cận ngày tung ra thì đâu có ảnh hưởng gì. Nếu nó muốn tung ra là tung ra ngay từ bây giờ rồi. Để cái mức lây lan nó rộng hơn, nó lớn hơn. Còn đợi tới ngày bầu cử hả? Lúc đó tung ra cũng muộn rồi. Đúng chưa? Bây giờ một số những cái farm ở Colorado đó là bắt buộc tất cả công dân phải đi thử nghiệm về dịch cúm gà đó, lây qua con người đó. Nếu nó muốn tung ra là tung ra từ bây giờ rồi. Quý vị thấy đầu năm 2020 là dịch coronavirus đã được tung ra. Nó tới 10 tháng là
nó gây ảnh hưởng trên toàn quốc luôn và trên toàn thế giới luôn. Còn bây giờ còn có 3 tháng chưa thấy gì hết nha. Rồi tiếp tục, à lướt qua một số cái đọc rồi. Bác Trump rất bản lĩnh mạnh mẽ, mà mình bác Trump chấp hết truyền thông và đảng Dân Chủ, chỉ cần cầu nguyện cho bác Trump khỏe mạnh, bình tĩnh vượt qua con sóng bão này. Chưa biết được. Bây giờ thì ổng rất là mạnh mẽ và ổng được xem là cái biểu tượng rất mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta không biết được đòn thù của giới truyền thông và đám Dân Chủ như thế nào. Quý vị nên nhớ là nó không đánh lúc quý vị yếu, mà nó quánh vào cái lúc quý vị sơ hở. Tôi lấy một cái ví dụ điển hình cho quý vị thấy. FBI khi điều tra một người nào đó, họ không bao giờ điều tra trực tiếp để mà đánh thẳng đâu. Họ chờ sơ hở của người đó phạm một cái tội rất nhỏ thôi, họ chụp trước. Họ chụp một cái tội rất nhỏ trước. Cách đây nhiều năm, ông cảnh sát trưởng của quận Cam là Mike Corona, nhân vật được xem là quyền lực nhất ở quận Cam đó, hay là Chief Sheriff đó. Thì các vị, FBI khi nó điều tra tới, ông này tham nhũng nhiều lắm. Nhưng mà họ đâu có điều tra được. Cuối cùng họ bắt ông Mike Corona chỉ vì 2 tấm vé football thôi. Chỉ vì có 2 tấm vé football thôi. Đi coi football thôi đó. Nó bắt đầu nó phanh phui ra, bây giờ ông bị kết án mười mấy năm tù đó. Là nào là tội tham nhũng, lạm quyền tùm lum hết. Thì tương tự như vậy, đảng Dân Chủ nếu mà tấn công trực diện vào ông Trump thì chưa chắc nó được lợi đâu. Nhưng nó chờ đợi cái sơ hở của ông Trump, nó thọc một phát một là mọi việc khác ngay. Nó đơn giản như vậy thôi nha quý vị. Rồi tiếp tục, à không chỉ sòng bạc ở Philippines do người Trung Quốc mà ở Campuchia cũng do người Trung Quốc. Người Trung Quốc bây giờ đáng sợ quá. Tôi không nói vấn đề của Campuchia, tôi đang nói vấn đề của Philippines. Và những sòng bạc này là những sòng bạc online, còn ở Campuchia là những sòng bạc quý vị vào ngồi chơi. Nó khác nhau. Quý vị vào ngồi chơi nằm dọc theo biên giới của Việt Nam, một số sòng bạc đó là quý vị vào trong sòng bạc đó ngồi chơi. Còn cái này là những sòng bạc online, tức là nó không có cửa gì cả, nó giống như một cái nhà riêng vậy đó. Rồi trong đó nó vận hành tất cả hệ thống server của nó. Cái này nó khó hơn rất là nhiều nha. Rồi tiếp tục, à chip tích lũy như thực phẩm được không anh? Nếu được thì thảm họa cho thế giới khi Trung Quốc tích lũy số chip lớn lớn hơn. Nó có quyền tích lũy, nhưng mà chip điện tử không dừng lại. Ví dụ, bây giờ con chip này nó chạy được 3 GB. Nó có quyền tích lũy 1.000 con chip, 1 triệu con chip được nữa. Nhưng mà tới năm sau, nó ra tới 30 GB. Tốc độ nó nhanh tới 30 GB. Thì ba con chip 3 GB này coi như vô dụng mẹ rồi, ai mua nữa. Bây giờ muốn bằng tốc độ của con chip mới, từ 3 GB tới 30 GB, nó khác nhau xa lắm. Tốc độ nó khác nhau xa lắm. Bây giờ phải dùng 10 con chip này mới bằng con chip này à. Rồi bây giờ để dành con 30 GB, thì bây giờ tới phiên nó tới 3 GB. Tức là 3.000 GB đó. Nó gọi là 3 GB đó. Tức là 3.000 GB. Rồi chạy theo kịp không? Chạy theo kịp không? Để dành kịp không? Hay là tích lũy kịp không? Tại vì chip điện tử mỗi năm nó mỗi ra một thế hệ mới. Quý vị nhớ cái con memory của mình không? Ở trong cái máy computer không? Lúc trước một cái cây memory như vậy á, là tối đa là được 8 GB thôi. Bây giờ có cây lên tới 32 GB lận. Tôi chỉ mua một cây tôi gắn vô đủ rồi. Thay vì tôi có 4 cái slot, tôi chỉ gắn một slot đủ rồi. Còn lúc trước gắn đủ 4 slot. Nó khác nhau rất là xa nha. Rồi tiếp tục, à tại sao đảng Cộng hòa ủng hộ Do Thái nhưng không ủng hộ Ukraine, còn đảng Dân Chủ ủng hộ Ukraine lại không ủng hộ Do Thái? Nói tầm bậy. Ai nói đảng Cộng hòa không ủng hộ cho Ukraine? Đảng Cộng hòa ủng hộ cho Ukraine, nhưng mà số tiền ủng hộ không thể vượt quá con số tiền dành cho biên giới của Hoa Kỳ được. Đó là của đảng Cộng hòa, chứ đâu phải họ nói ê tôi không ủng hộ Ukraine, tôi muốn cắt bỏ hết. Đảng Cộng hòa nói vậy hồi nào? Đảng Cộng hòa họ nói rằng họ vẫn ủng hộ cho Ukraine, nhưng số tiền dành cho Ukraine nó không thể hơn số tiền dành cho biên giới của Hoa Kỳ được. Biên giới Hoa Kỳ quan trọng hơn biên giới của Ukraine. Và thứ hai là đảng Cộng hòa muốn ê Âu Châu, an ninh của các anh phải đóng tiền nhiều hơn. Đâu thể nào để tôi gánh nhiều nhất.
đó là đảng Cộng hòa. Ai nói là đảng Cộng hòa là không ủng hộ cho Ukraine, nói tầm bậy không à. Ok rồi, tiếp tục. Anh Trump lên có thể bảo lãnh cho chị em đi sớm không anh? Nếu giảm được tình trạng di dân bất hợp pháp tối đa thì những hồ sơ hợp pháp sẽ được tăng lên tốc độ nhanh hơn. Còn bây giờ tất cả bị trì trệ là vừa giải quyết hồ sơ của đám bất hợp pháp, vừa giải quyết hồ sơ của những người hợp pháp bảo lãnh. Hai cái cộng lại nó lâu hơn. Còn bây giờ dẹp mẹ thằng này đi, chỉ còn lại hồ sơ bảo lãnh chính thức, thì tất cả nhân viên di trú họ dồn vào đó thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn. Đơn giản vậy thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tên gọi Cộng hòa hay là Dân chủ trong tương ứng với tên gọi Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ có quy định như thế nào không? Có đặt cái tên thôi. Tại vì cái tên Cộng hòa trước đây nó không phải là tên đó. Bây giờ mình lấy cái tên là Republican. Nhưng ngày xưa cái tên thật sự của nó là GOP. Tức là GOP, tức là Grand Old Party. Bây giờ họ đổi tên là Republican để họ muốn nhấn mạnh tới cái giá trị bảo thủ. Ngược lại, Đảng Dân chủ ngày xưa cũng không phải tên là Dân chủ. Mặc dù mình gọi là chữ Old Democrat nhưng nó không phải là Đảng Dân chủ. Còn bây giờ nó lấy chữ Dân chủ là bởi vì giờ cả thế giới thịnh hành cái chữ Dân chủ. Thì nó dùng cái chữ này thôi, nó chỉ là cái tên thôi, ok? Rồi, tiếp tục. Lúc còn ấy. Do Thái là đồng minh với Hoa Kỳ, còn Ukraine chỉ là đối tác nên có sự khác biệt mà ủng hộ. Đương nhiên có sự khác biệt về ủng hộ, tại vì một bên là ally, một bên là partner, hai cái khác nhau, hai chính sách khác nhau. Thứ hai nữa là với Ukraine nó còn dính tới Âu Châu, an ninh quốc phòng Âu Châu, thì Âu Châu phải chi nhiều tiền hơn chứ. Tại sao Hoa Kỳ phải chi nhiều tiền hơn? Ok, và biên giới Hoa Kỳ đó, quý vị thấy không, kỳ rồi Joe Biden duyệt và ký cái ngân sách cho Ukraine đó, người Mỹ không đồng ý. Chi cho tiền của Ukraine 61 tỷ Mỹ Kim, trong khi biên giới Hoa Kỳ được có 14 tỷ. What the hell is this? Ukraine được 61 tỷ Mỹ Kim, còn biên giới Hoa Kỳ được có 14 tỷ thôi. Vậy thì biên giới của nước nào quan trọng hơn? Nói tôi nghe đi. Đó là lý do tại sao dân Mỹ không đồng ý. Không phải họ không hỗ trợ, nhưng thứ nhất, Âu Châu phải lãnh nhiều nhất trong cái tiền chi phí quốc phòng. Và thứ hai là cái ngân sách giúp cho nước ngoài không thể cao hơn ngân sách dành trong nước. Do đó dân Mỹ họ đòi hỏi được chuyện này, đâu phải là họ không ủng hộ cho Ukraine đâu, đúng không? Rồi. Anh nghĩ sao về Zelensky khi Tổng thống Trump bị ám sát, cuộc đồng minh lên tiếng, riêng Zelensky không lên tiếng gì và Zelensky không thích Trump, tầm bậy. Ai tung tin giả vậy? Zelensky là một trong những người đầu tiên gọi cho ông Trump. Ok? Zelensky là một trong những người đầu tiên gọi cho ông Trump ngay trong lúc mà ông còn chưa vừa được trên đường đưa tới bệnh viện là đã có cú điện thoại của Zelensky rồi. Ai nói là Zelensky không có nói gì hết? Nghe tính đâu ra vậy? Ok? Zelensky là người đã gọi, và sau đó chính thức khi mà ông Trump được đề cử, Zelensky gọi lại lần thứ hai. Zelensky đã gọi lại lần thứ hai, chúc mừng cho ông Trump đã được chính thức đề cử, được Đảng Cộng hòa đề cử. Còn trên đường ông Trump được chở tới bệnh viện là có cả trăm lãnh đạo trên thế giới gọi, trong đó có cả Zelensky. Ok. Rồi tiếp tục. Con chip năm nay mới phát hành thì con chip năm trước đã lỗi thời, không ai dạy mà đi trữ hết. Cảm ơn người bạn ở đây, Sơn Ca. Biết về kỹ thuật thì sẽ thấy rất là rõ ràng. Đó, quý vị thấy, con chip điện tử mỗi một năm nó mỗi một khác, mỗi một năm nó được upgrade lên cao hơn. Không ai đi giữ con chip cũ cả, đúng không? Rồi. Nếu Nga đồng ý giải pháp hòa bình của Trump nhưng không trả Crimea thì sao? Tôi chưa biết được. Thật sự tôi không đoán được là sẽ giải quyết như thế nào. Nếu không trả Crimea thì thật sự tôi cũng không biết. Bây giờ chưa thấy được cái phía Nga phản ứng như thế nào. Nhưng mà họ nói rằng ít nhất ông Trump lên còn có cơ hội đối thoại. Còn Joe Biden là họ chặt luôn. Joe Biden là họ chặt luôn, họ không muốn đối thoại. Ông Trump lên họ còn có cơ hội đối thoại. Thì bây giờ chúng ta phải chờ ông Trump thắng đã mới tính nha. Rồi,
đi viện bảo là anh gia đình ok em, hôm nay không có liên can tới vấn đề đó, em muốn gì ngày mai em hỏi, hôm nay anh tha anh không block em. Trong cái chương trình của anh ngày hôm nay là nó liên quan tới thời sự, nó không có liên can tới chuyện khác, em muốn gì thứ bảy và chủ nhật em hỏi, ok? Và anh nói trước đây là lời cảnh cáo, còn tái phạm lần thứ hai anh block luôn, khỏi vô channel của anh nữa. Tại vì channel của anh có quy tắc, ngày thường là liên quan tới thời sự. Em muốn nói những chuyện trên trời dưới đất gì đó, thứ bảy chủ nhật anh có chương trình riêng dành cho em nha. Rồi tiếp tục, ok. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Bom đó tạo ra sóng xung kích. Cái việc dịch sao cũng được, nhưng mà tôi đâu có thể nói rằng là nó tạo ra cái nó gọi là cái super wave. Tức là một cái siêu sóng. Tôi không biết quý vị gọi đó là cái gì. Tôi chỉ biết tiếng Việt nó gọi là cái gì. Nhưng mà nó làm cho cái sóng nó cuồn cuộn lên rất là nhiều. Và nó có cái độ xoáy. Cái độ xoáy trong cái sóng nữa. Chứ không phải chỉ là một cái sóng lướt lên xuống bình thường. Do đó tôi cũng không biết cái đó dịch ra nghĩa tiếng Việt là tôi sẽ dịch một cái chữ gì cho nó gọn nhẹ. Nhưng mà đây là cái loại bom mới. Nó đặt được tên là Quick Sink. Tức là đánh đấm nó nhanh hơn. Đó là cái tên của cái trái bom này nha. Rồi lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Wow, lướt qua chiến đấu cơ Jet Fighter. Dạ, chiến đấu cơ là Jet Fighter. Đúng là tôi nói hơi nhanh. Còn cái này người ta gọi là Bomber. Bomber nó là oanh tạc cơ chứ không phải chiến đấu cơ nha. Sonic V hả chú không? No, nó gọi là Super V. Thì tôi không biết dịch là cái gì hết nha. Bà Kala con ma chết xuống nghiệp rất nặng, đi tranh cử mà đang gì mà đem chính với là gì đây, không hiểu luôn, đem chính giết rồi là gì, không hiểu luôn. Ok, sống xung kích là đúng rồi, xung kích là gì, dịch tôi nghe chữ xung kích đi, tôi không hiểu cái chữ xung kích đó là cái gì đó, cái chữ này của cộng sản tôi không biết. Trong cái từ điển Việt Nam ở miền Nam ngày xưa nó không có chữ, nó không có chữ này, tôi cũng không biết chữ xung kích này là cái gì nữa nha. Từ khi bắt đầu bầu cử đến lúc công bố kết quả thời gian bao lâu? Đêm 5 tây tháng 11 là bầu cử. Ngày 5 tháng 11 nguyên ngày đó thì giữa đêm đó là chúng ta đã có kết quả sơ khởi. Cho tới ngày hôm sau thì họ sẽ báo cáo về từng tiểu bang. Lúc đó họ mới biết được ai thắng ai thua. Là tất cả là dự đoán thôi. Tất cả là nó là project thôi. Tức là mỗi một nơi họ báo cáo về là chỗ nào thắng ai thua. Thì là họ đúc kết trong cái đêm bầu cử và qua ngày hôm sau. Tuy nhiên cái xác nhận kết quả bầu cử là 6 tây tháng 1. Và tất cả các cử tri đoàn trên toàn quốc phải nộp cái hồ sơ bầu cử của họ và kết quả đó về trên quốc hội từ ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 12. Họ phải verify trước ngày 15 tháng 12 để gửi về cho quốc hội. Và sau đó 6 tây tháng 1, quốc hội là nơi verify xác nhận kết quả bầu cử. Là ngày 6 tây tháng 1. Tuy nhiên thì kết quả bầu cử được project, tức là được dự đoán ai thắng ai thua thì nó sẽ được đưa ra ngay trong cái sau cái đêm bầu cử là chúng ta đã biết được rồi. Lúc đó mình có thể gọi là elect president rồi. Nếu ai thắng cử thì mình gọi là elect president rồi. Elect thôi. Còn đến chính thức mà họ đặt tay lên tuyên thệ mình mới gọi họ là president. Ok, bỏ chữ elect đi. Còn từ đó cho tới lúc mà họ đặt tay lên tuyên thệ ngày 20 đó thì mình gọi họ là elect president. Đó là cái ngôn ngữ của tiếng Mỹ. Dạ. Rồi tiếp tục. Ok. Em không tin khảo sát bà phó tổng thống với ông Trump của các đài cánh tả thì anh đã nói đừng tin. Tất cả các cuộc thăm dò đều là chủ quan hết. Anh đâu kêu em tin. Và anh cũng đã anh có đọc ra cho tất cả mọi người thấy. Nhưng bản thân anh cũng không tin, tại vì nó chỉ là cho mình cái gợi ý thôi. Chứ đừng có tin vào con số này. Tại vì em đã thấy năm 2016 đó, tất cả đều project là bà Clinton gạt ông Trump từ 4 điểm tới 12 điểm. Từ đầu tới cuối luôn. Nhưng mà kết quả ông Trump thắng. Thì quý vị cứ coi lại cái kết quả bầu cử năm 2016. Những gì xảy ra, quý vị có thể đối chiếu với 2024. Tại vì kỳ này ông Trump đối diện với một phụ nữ y chang năm 2016. Có điều bà năm 2016 là bà da trắng, 2024 bà da đen thế thôi. Ok.
và quý vị cứ đưa lên bàn cân và so sánh là quý vị biết ngay. Trước khi trở thành ứng cử viên tổng thống, bà Clinton là cái gì? Kamala Harris là cái gì? Lịch trình của hai người, khả năng của hai người, sự ủng hộ của truyền thông, sự ủng hộ của đảng Dân Chủ như thế nào? Quý vị lên, quý vị đưa lên, quý vị so sánh là quý vị biết ngay. Ít nhất quý vị cũng dự đoán được cái kết quả bầu cử của năm 2024. Và người đánh chung với hai người này cũng là ông Trump thôi. 26 ông đánh với Clinton, thì bây giờ 24 đánh với Kamala Harris. Đơn giản vậy thôi. Và chúng ta dựa trên cái này chúng ta có thể phân tích ra được. Nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.